1 thì bây giờ là 6 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 11 thì chúng tôi hiện đang bàn giao cho nhà vợ chồng của chú Hạnh Hùng tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao một bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá và một chiếc kệ tivi. Thì chúng tôi đã hoàn thiện bàn giao cho nhà cô chú đây. Hôm nay tôi sẽ quay qua và một video làm kỷ niệm nhà cô chú. Còn đây là bác chủ nhà, bác là chồng của cô chú, là bố của vợ chồng của chú nhé. Bộ này là cô chú thửa riêng đồ gỗ Tùng Tám làm, hàng rất dày dặn chắc chắn này, vẫn rất đẹp. Đây là cô chủ nhà này. Cái hương đá này thì bây nhiều người ta chuộng, vân nó đẹp. Vân nó đẹp. Thế chắc hai con này của cô đây à? Hai đứa. Đây, hai đứa con nhà nó đây. Con lên hình cho tí bố bên ấy xem luôn. Gọi cho bố và con người cũng nghe. Quay cho bố xem. Vâng, mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu một bộ sản phẩm như của nhà cô chú đây thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc là truy cập website đồ gỗ tùng tám.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.